Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Buổi sáng nay tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là tám mối phúc thật. Xin quý vị cùng nhau mở ra với tôi ở trong sách Matthew đoạn số 5 từ câu 1 cho đến hết câu số 12. Xin trân trọng kính mời quý thánh cùng với tôi, chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng đọc lời của Chúa để bày tỏ sự tôn trọng đối với lời của Ngài. Matthew đoạn số 5 từ câu 1 cho đến hết câu số 12, xin quý vị cùng nhau đọc với tôi một cách lớn tiếng. Hai, ba. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước ngươi như vậy. Tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu chúng con, cảm ơn Ngài bởi vì sáng nay chúng con đến đây để chúng con thờ phượng Chúa và ra mắt Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh, Ngài là thần của sự quyền năng và sự sống, xin Ngài đến ở trên tâm linh của từng người chúng con giờ phút này. Xin Chúa Ngài thăm viếng, làm tươi mới lại tâm linh của chúng con qua lời của Chúa, bởi vì trong lời của Ngài có chứa đựng ơn và lẽ thật. Xin Chúa Ngài cho chúng con được nghe ở trong sự thông hiểu. Xin Chúa mở lòng mở trí chúng con để chúng con có thể nghe và hiểu lời của Chúa, bởi vì sự giải bày lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông sáng cho người thật thà. Lạy Chúa, chỉ có sự giải nghĩa kinh thánh mới khiến chúng con được có sự khôn ngoan thông sáng mà thôi. Bởi vì nếu không có sự giải nghĩa kinh thánh thì tấm lòng của chúng con, đời sống của chúng con sẽ tối tăm và sẽ không thấy được sự sống, không thấy được niềm vui, không thấy được sự bình an thật ở trong ơn của Chúa. Con cầu xin Chúa Ngài đến ban phước cho nhân sự của Ngài trong buổi sáng nay qua lời của Chúa. Ngài ban phước cho người nói cũng như người nghe lời của Ngài được sự thông viếng ở trong danh của Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa và chúng con cùng hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, xin cảm ơn quý mời chị em, xin mời chúng ta cùng an toàn. Một lần nữa thì tôi xin gửi và tôi xin dâng lời cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa đã có ban phước cho chuyến đi vừa rồi, được mọi sự bình an và cũng như được có sự no đủ. Tôi phải làm chứng bởi vì cớ tôi thật sự đã gặp rất là nhiều áp lực trước chuyến đi này. Hơn một tháng tôi đã phải bị căng thẳng, bị stress, có đêm không ngủ được, ăn cũng không ngon, ngủ không yên. Thậm chí tôi bệnh liên tục trong suốt một tháng mà tôi đi châu Âu vừa rồi. Bởi vì đó là cái chuyến đi đầu tiên mà tôi đi và nó vượt quá khả năng tài chính của tôi. Bây giờ tôi mới làm chứng. Và nó thật sự nó là một cái chuyến đi không tưởng đối với tôi. Từ chuyện xin visa cho đến việc mua vé bay, tất cả mọi thứ đều phải tự lo tiền túi của mình cả. Và khi mà tôi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa Ngài tiếp trợ cho tôi, thì Chúa dường như không trả lời. Và đến cái giai đoạn cuối cùng, những ngày mà tôi phải mua vé bay, thì tôi đã phải đi vay mượn ở một cái chỗ quen với mẹ tôi. Và người này cho vay với một cái lãi suất rất thấp, một tháng chỉ đóng 300.000 thôi. Và tôi vay 30 triệu như vậy. Và tôi mua vé bay xong, thì khi mà tôi lên máy bay và tôi ngồi ở trên máy bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ, tôi đi trong một cái tâm trạng rất là buồn bực. Bởi vì tôi cầu nguyện với Chúa nhưng mà cái sự tiếp trợ vẫn chưa đến. Có người dâng cho tôi vài ba trăm, có người dâng cho tôi 500, có người dâng 1 triệu. Nhưng cảm ơn Chúa rằng là trong những sự dâng hiến ít ỏi đó, tôi vẫn nhìn thấy tấm lòng của quý tôn cai Chúa. Có một người bán ve chai đã dâng hiến cho tôi 1 triệu đồng. Có một người đàn bà quá hơn 70 tuổi đã dâng hiến cho tôi 500.000. Và đó là những người họ dâng hiến cho tôi. Đối với tôi đó quý vị, đó là những sự dâng hiến rất là lớn và quý giá.
Cảm ơn Chúa chuyến đi này. Tôi đi ở trong một cái tâm thế cảm thấy rất là nặng nề. Tôi ngồi trên bay và tôi cầu nguyện, Chúa ơi, Chúa bỏ con hay sao vậy? Con đi như vậy, rồi con về mà với một cái cục nợ như vậy, con không biết phải làm sao hoặc là nói như thế nào với dân sự của Chúa. Và khi tôi đang cầu nguyện với Chúa trên bay như vậy, thì Chúa nói rằng là hãy đi, bởi vì tại núi của Đức Giê-hô-va có sự tiếp trợ. Và khi tôi nghe cái tiếng của Chúa nói như vậy, thì tôi bừng tỉnh và thấy là tôi được nhẹ nhàng và tôi tiếp tục bước đi ở trong sự phục vụ Chúa. Cảm ơn Chúa là trong cái ngày Chủ nhật đầu tiên, bài giảng đầu tiên tôi chia sẻ trong Hội Thánh ở tại bên Oslo, thì Chúa đã thăm viếng và Chúa làm việc rất là mạnh mẽ trên dân sự của Chúa. Chúa làm việc ở trên tấm lòng của một người con của mục sư quản nhiệm tại đó. Và nó đã khóc tan vỡ khi mà được cầu nguyện. Và đứa con này là một đứa con rất là giỏi, quý vị, trình độ thạc sĩ. Chưa tốt nghiệp ra trường nhưng mà đang chuẩn bị tốt nghiệp. Trình độ học thức giàu có nhưng mà tấm lòng vẫn chưa có đầy dẫy tình yêu vận điện của Chúa. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa đụng chạm và em này đã chạy lên bục giảng và ôm lấy cha mẹ của mình để mà được cầu nguyện và khóc ở trong hai dòng nước mắt. Sau đó thì có những con cái Chúa cũng được Chúa đụng chạm và họ đã được Chúa ngày chữa lành tấm lòng của họ. Tạ ơn Chúa. Đó là buổi sáng Chủ nhật. Và buổi tối Chủ nhật thì tôi đã nghe được một cái tin, đó là cái em thanh niên đó, tức là con của người mục sư đó, có nhà ý để dâng hiến cho tôi tiền vé bay. Và khi mà tôi nghe cái điều đó, tôi cảm thấy trong lòng của tôi rất là nhẹ nhàng và rất là vui. Biết ơn Chúa bởi vì Chúa đã có làm việc qua một người thanh niên trẻ như vậy. Em này chưa có việc làm, nhưng mà em này có tấm lòng rất là rộng lượng và hào phóng. Và cảm ơn Chúa khi mà trong tuần lễ đầu tiên như vậy, tôi đã được sự tiếp trợ của Chúa. Và tôi được nhẹ lòng và tôi cảm thấy rất là vui mừng, bình an, bởi vì Chúa đã có lắng nghe lời cầu nguyện của mình. Tôi không bao giờ tôi mở miệng ra tôi xin tiền ai cả. Tôi chỉ bước đi ở trong sự vâng phục. Và không bao giờ xin xỏ bất cứ ai. Tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa ngài tiếp trợ cho tôi. Hãy ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ của Chúa sẽ đến trên đời sống của anh chị em. Amen không anh chị em? Có người nói rằng là tại sao mà Chúa lại để cho mục sư phải khó khăn như thế như vậy? Tôi hỏi quý vị rằng là ông Phaolô, ông theo Chúa, ông có khổ không, có thiếu thốn không? Ông nói sao? Tôi biết được dư dật mà cũng biết sự thiếu thốn. Tôi biết lúc giàu cũng như lúc nghèo. Trong mọi sự mọi nơi tôi đều tập hết. Giàu có dư dật thì ông cảm ơn Chúa, vui mừng cảm ơn Chúa. Còn nếu mà khó khăn thiếu thốn thì ông phải tập ở trong cái hoàn cảnh đó. Và ông nói rằng là tôi làm được mọi sự nhờ Ngài là đấng ban sức cho tôi. Vậy thì trong cái lúc mà khó khăn thiếu thốn như vậy, chúng ta có được cái sức của Chúa để giúp đỡ chúng ta. Có thể người ngoài thế gian họ không có tin nơi Chúa đó, họ nói rằng ô cái điều này không thể. Làm sao mà Chúa lại có thể cho mình có sức để vượt qua được như vậy? Có nhiều người họ đã bị stress và họ không thể chịu đựng được áp lực khi mà họ theo Chúa, phục vụ Chúa. Họ đã bỏ cuộc và họ đã thôi lui. Nhưng mà đối với những ai thực sự theo Chúa, quý mài cho em, họ sẽ phải trải qua những cái chặng đường này. Và nếu chúng ta bám chặt lấy Chúa, chúng ta cứ nhờ cậy nơi ân điển và quyền năng của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được những cái giai đoạn đó. Và đây là một cái chuyến đi đầy gọi là thách thức và mạo hiểm ở trong đời sống chức vụ của tôi. Và cảm ơn Chúa, Chúa không bỏ tôi. Và thậm chí nhiều hơn nữa, Chúa ngày làm việc ở trong kỳ trại, tức là sau cái ngày Chủ nhật đầu tiên mà tôi chia sẻ lời của Chúa, thì Chúa đã thăm viếng trên các bạn trẻ thanh niên tại đó. Có hơn 3 em thanh niên đã tiếp nhận Chúa Giê-xu trong cái kỳ trại vừa rồi. Và trong cái buổi mà tôi chia sẻ ở trong hội thánh, ở trong kỳ trại cho những người lớn tuổi, thì Chúa cũng đụng chạm tấm lòng của một người chị em. Và đang khi tôi chia sẻ lời Chúa, tôi thấy người chị em này ngồi phía sau mà cứ ngồi khóc. Tôi không hiểu tại sao mà người chị em này khóc. Không biết là khóc buồn bực bởi vì cái việc gì, vì việc gia đình của người chị em này hay là cái việc riêng gì đó tôi không biết. Và người chị em này cứ khóc, ngồi đó trên ghế khóc tức tử như vậy. Và khi mà đến giờ cầu nguyện, tôi kêu gọi bước lên cầu nguyện, thì tôi mới biết rằng là người chị em này chính là con gái ruột của mục sư quản nhiệm. Và thế là hai cha con đã đến để ôm nhau và khóc cầu nguyện với nhau. Tôi biết rằng là Chúa ngài đã có làm việc và Chúa ngài đã có đoái xem đến dân sự của Chúa.
Là tôi vui mừng cảm ơn Chúa bởi vì Chúa sức giàu cho lời của Ngài. Những cái điều mà tôi chia sẻ nó không phải là những cái điều cao xa hay là thâm sâu gì cả. Có người thắc mắc rằng là mục sư Trương Tuấn, ổng đâu có bằng tiến sĩ, là bằng thạc sĩ gì đâu mà ổng có thể làm được cái việc đó. Quý mài chị em ơi, tôi chẳng có bằng gì hết, tôi chỉ có bằng lòng thôi. Nếu mà nói không có bằng thì cũng không chính xác nữa, tôi vẫn có bằng trường học Kinh Thánh. 2 năm của chương trình Kinh Thánh IBBI. Nhưng mà đối với tôi thì bằng cấp nó chỉ là cái tờ giấy lộn mà thôi. Đối với Chúa, Chúa ngày ban ơn, Chúa sức giàu cho, thì cái sức giàu đó nó quý giá hơn triệu lần đối với cái bằng cấp mà chúng ta có. Ngày hôm nay ở nhiều quốc gia phát triển họ có một cái hệ thống giáo dục rất là chuyên nghiệp và rất tốt. Và thậm chí trong xã hội của họ, tất cả mọi cái sự hoạt động nền tảng đều dựa trên cái tiêu chuẩn của quốc gia đó. Và ở các nước châu Âu thì họ đã phổ cập đại học cho tất cả người dân của họ. Tức là 100% tất cả những người dân đều học qua trình độ đại học. Quý vị thấy khủng khiếp không? Tức là không có một người dân nào không biết chữ hết, thậm chí ai cũng giỏi hết á. Và Na Uy họ tự hào rằng là đất nước có một cái đội ngũ lao động chuyên nghiệp nhất thế giới, bởi vì ai vào trong Na Uy làm việc cũng đều có bằng đại học và cử nhân trở lên. Và mục sư nào mà quản nhiệm hội thánh hoặc là làm việc chính thức ở trong hội thánh ở tại đất nước Na Uy thì mục sư đó cũng phải có bằng thạc sĩ thì mới gọi là chuyên nghiệp, mới là gọi là đích thực. Và khi mà hội thánh ở bên đó mà họ bảo lãnh cho mục sư làm việc bên đó, chính thức ở tại đó, ngoài bằng thạc sĩ ra, người đó cũng sẽ được trả lương như là một người làm việc chính thức ở tại đó. Quý vị biết rằng là họ trả lương cho mục sư bao nhiêu không? Tôi nghĩ chắc một tháng chắc cũng 50-60 triệu thôi. Nhưng mà có người nói rằng là bên đây á, cái người công nhân bình thường thôi, đi làm việc bình thường thôi là 90 triệu một tháng. 90 triệu một tháng, tức là cái người công nhân bình thường đó quý vị. Có những người họ làm một tháng 300 triệu hoặc là 1 tỷ, đó là chuyện bình thường. Tính ra tiền Việt của mình á, tôi đang nói tiền Việt của mình á, tôi thấy, ồ cảm ơn Chúa, như vậy là trong những năm qua đó, hội thánh ở tại Việt Nam này đã cung lương cho con số tiền cũng 90 triệu. Đúng không? Nếu mà so với cái mức bên đó, với cái mức bên đây, tuy là thấp nhưng mà ngàn giá cũng 90 triệu. Cảm ơn Chúa, Chúa đã nuôi tôi và Chúa đã trả lương cho tôi. Cho dù con người không trả lương, nhưng mà Chúa Ngài trả lương. Điều này chỉ có được ở trong đức tin nơi danh Chúa Jesus Christ. Nhưng mà thực tế đó quý vị, thì ở tại châu Âu thì cũng không có hội thánh nào có thể cung lương cho mục sư 90 triệu như vậy. Chỉ có những hội thánh truyền thống hoặc là những hội thánh lớn á, số lượng vài trăm người đó thì họ trả được. Nhưng mà những hội thánh mà vài chục người như hội thánh tư gia đó thì rất là khó. Bởi vì 90 triệu đó là mục sư ổng lấy, nhưng mà còn tiền thuế, rồi tiền này tiền kia nữa, rồi tiền thuê mặt bằng, rồi thuê phòng nhóm, rất là nhiều chi phí khác nhau. Cho nên là hội thánh mà nhỏ vào thánh tư gia đó là khó có thể nào trả lương cho mục sư với số tiền 90 triệu như vậy. Cho nên đa phần những mục sư được bảo lãnh ở tại đó, xin lỗi, những mục sư ở xứ khác đến để được bảo lãnh đó thì hầu như là không thể. Và các mục sư đến tại Na Uy đều phải đi làm và phải xây dựng cuộc sống lại từ lúc ban đầu với hai bàn tay trắng. Để khi mà có công ăn việc làm ổn định rồi đó, tốn khoảng chừng 10 năm thì lúc đó mục sư đó mới có khả năng để có thể hầu vị Chúa tình nguyện trọn thời gian ở trong hội thánh của họ. Tôi chia sẻ điều này để cho quý vị thấy rằng là cái điều gì nó cũng có cái giá của nó cả. Ở Việt Nam của chúng ta thì không có một cái mức sống cao giống như ở tại Na Uy, nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng có một cái để chúng ta có thể bình an với Chúa, đó là Chúa không bỏ chúng ta ở trong những cái nhu cầu hàng ngày cơ bản của chúng ta. Ở Việt Nam tôi có thể tôi hầu vị Chúa trọn thời gian, không có công ăn việc làm gì hết. Tôi có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Ok, không sao. Không có việc làm ở Việt Nam cũng không sao hết. Quý vị có nhà, miễn có nhà để ở được. Nhưng mà bên châu Âu á, mà quý vị mà không có việc làm á là khốn khổ vô cùng.
người dân châu Âu là đều phải đi làm hết, ai không có việc làm là phải nói là cái người đó rất là khác khác người đó. Mục sư cũng phải đi làm luôn. Và tôi suy nghĩ rất là nhiều về cái việc này. Và tôi thiết nghĩ rằng là ở đâu cũng phải đi làm cả. Đúng không ạ? Không có ai mà ở không mà lại có thể sống mà thoải mái được hết. Mục sư cũng đi làm như tôi. Bây giờ tôi không có đi làm ở ngoài xã hội, nhưng mà tôi vẫn có công việc của tôi, đó là tôi chia sẻ lời của Chúa mỗi ngày ở trên mạng. Không ở trong hội thánh thì tôi cũng chia sẻ trên mạng. Có người nói mục sư là sướng quá, mục sư đi đây đó. Không có đâu, tôi chỉ đăng những cái lúc mà tôi thảnh thơi, những cái lúc mà tôi được phước của Chúa, ít ỏi lắm, đăng lên Facebook để khích lệ cho nhiều người. Bởi vì gia đình bên nội của tôi có nhiều người chưa tin Chúa, và tôi muốn cho những người đó nhìn thấy rằng là Chúa ban phước trong đời của tôi, Chúa ban phước cho gia đình của tôi như thế nào, để những người đó thấy rằng là ô tin Chúa là được phước, để họ sẽ tin Chúa sau này. Chứ nếu mà tôi đăng những cái gì mà nó tiêu cực, hoặc là những cái gì mà nó không có phước hạnh đó, thì những người đó họ sẽ thấy ô đó, thấy không, Tuấn nó theo Chúa đâu có được phước gì đâu. Tôi phải đăng lên như vậy để cho người ta thấy rằng Chúa của tôi, Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành. Tôi trở lại với lời của Chúa. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài nói về 8 phước lành mà một người tin nơi Chúa sẽ nhận được ở trong ơn của Chúa. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu số 12 này, Kinh Thánh nói với chúng ta về những cái phước, ít nhất là 8 cái phước mà một người tin Chúa, theo Chúa thật họ sẽ có. Có mục sư ông nói rằng là 8 cái phước này đó cũng là 8 cái đặc điểm của một người cơ đốc nhân tin Chúa, người đó cần phải có. Từ cái lúc ban đầu người đó tin Chúa cho đến cái lúc mà người đó gặp Chúa, thì một người cơ đốc nhân thật, người ấy sẽ có những cái điều như sau. Cái điều thứ nhất mà chúng ta nhìn thấy ở đây, người tin Chúa thật là người có tâm lòng khó khăn. Phước hạnh thứ nhất, phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những cái. Đây là một cái điều mà chúng ta rất là khó hiểu, tại sao một người có tấm lòng khó khăn lại được hưởng nước thiên đàng như vậy. Ở trong Kinh Thánh tiếng Anh dùng cái từ lòng khó khăn này, đó là cái từ poor in spirit, tức là nghèo khó ở trong tâm linh. Nghèo khó ở trong tâm linh. Và cái từ nghèo ở đây nó mấy nghĩa, đó là một người cảm thấy vô vọng và cùng cực về phương diện tâm linh. Và chữ nghèo mang ý nghĩa về một sự cùng cực, thiếu thốn về vật chất và lẫn tinh thần và trong tâm linh. Và khi mà một người họ đi đến một cái chỗ nghèo túng khó khăn như vậy, người đó phải đến cái chỗ đó là nương cậy nơi Chúa. Do đó chữ người nghèo, chữ nghèo ở đây dần dần đồng nghĩa với một cái người khiêm nhường và lệ thuộc nơi Chúa hoàn toàn. Chữ nghèo tâm linh cũng có nghĩa đó là một người không có một tâm linh kiêu ngạo và nhìn thấy chính mình là một người tầm thường và đáng khinh. Thưa quý bà chị em, David là một vị vua nổi tiếng, giàu có và đầy quyền lực ở trong tay. Trong thời của ông thì tất cả các quốc gia lân bang đều phải khuất phục ở trước sức mạnh và uy quyền của ông. Nhưng mà David đã kể rằng mình là một người khốn cùng, một người nghèo thiếu ở trước mặt Chúa. Ở trong Thi Thiên đoạn 34 câu 6, ông đã nói thế này: kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân. Quý vị thấy không, một vị vua có sức mạnh, có tiền, có quân lính rất là nhiều. Nhưng mà ông đã công nhận rằng tôi chỉ là một kẻ khốn cùng ở trước mặt Chúa mà thôi. Bởi vì biết rằng là mỗi người chúng ta đều là những người nghèo thiếu ở trong tâm linh của chúng ta trước khi tin nhận Chúa Jesus Christ. Là bởi vì cớ gì không quý mà chen? Ở trong Roma đoạn 3 câu 23, lời của Chúa nói rằng là vì tất cả mọi người đều phạm tội, thiếu mất cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vậy thì khi chúng ta là một tội nhân chưa có Chúa Jesus Christ, thì đời sống của chúng ta đang nghèo thiếu sự vinh hiển của Chúa. Và khi chúng ta thiếu cái sự vinh hiển của Chúa, thì đời sống của chúng ta sẽ trở nên cùng cực và thiếu thốn. Nó cảm thấy không được đầy dẫy và không được thỏa lòng. Và tất cả chúng ta đều là những con người nghèo thiếu ở trong mắt của Đức Chúa Trời. Cho nên đừng để cho những sự giàu có trong thế gian này, tiền bạc, của cải, vật chất, danh vọng, địa vị, quyền lực, nó khiến chúng ta bị mờ mắt và không nhìn thấy
thực trạng thật ở trong tâm linh của chúng ta. Có một số người họ cho rằng là tôi giàu rồi, tôi không cần của Chúa nữa. Tôi nhà cao cửa rộng rồi, tôi có đầy đủ mọi thứ rồi, tôi không cần của Chúa nữa. Và điều này không phải xảy ra ở trong thế gian mà thôi, nhưng mà ngay cả ở trong hội thánh, những người họ giàu có họ cũng dễ bị vấp vào trong cái bẫy này lắm quý bà chị. Ở trong hội thánh Laodice, Khải Huyền đoạn 3 câu 15 cho đến 18, Chúa đã chép thế này: ta biết công việc của ngươi, ngươi không lành cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuối mù và lả lộ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thưa lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Thưa quý bà chị em, ở đây lời của Chúa Giêsu ngài gửi đến hội thánh Laodice. Chúa nói rằng là ta biết công việc của ngươi, không lành cũng không nóng. Và hội thánh Laodice, hội thánh hâm hẩm, nguội lạnh. Họ không sốt sắng, mà họ cũng không phải là những người lạnh lẽo không biết gì về Chúa. Lỗi quý vị, tôi uống miếng nước. Chúng ta biết rằng là hội thánh Laodice là một thánh giàu có, nhưng mà cái sự giàu có đó nó ngăn trở tấm lòng của những tín hữu ở trong hội thánh này, đó là tấm lòng của họ trở nên hâm hẩm, tức là không sốt sắng mà cũng không phải là yếu đuối và không biết Chúa. Thà họ nóng hoặc là họ lạnh á, thì Chúa còn có cách để cứu họ. Nóng thì không cần phải cứu đúng không, nhưng mà lạnh á thì còn có thể cứu được. Nhưng mà đằng này thì họ hâm hẩm và Chúa ngài nhả họ ra. Nhưng mà Chúa ngài khuyên rằng là ta khuyên ngươi hãy mua vàng thưa lửa của ta, hầu cho ngươi được trở nên giàu có thật. Mua những áo trắng á, hầu cho ngươi mặc vào, và cái điều xấu hổ trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Thưa quý mà chị em, trong tâm linh của chúng ta, nếu chúng ta nhận biết rằng đời sống của tôi sẽ không là gì, và tôi sẽ trở nên mệt mỏi, nghèo thiếu, tôi sẽ trở nên mà chán nản và không có sự sống nếu tôi không có Chúa. Và khi quý vị nhận biết rằng là mình là một người khốn cùng và cần có Chúa mỗi ngày, quý vị là những người được phước ở trong mắt của Chúa. Đừng để cho sự giàu có nó khiến cho chúng ta nghĩ rằng là tôi không cần chi nữa. Trước đây một sư Nguyễn Công Đức, trước khi đi Mỹ, ông có làm chứng với tôi rằng là có một người kia tin Chúa, rồi bị thất bại trong công việc. Và cái người này nói với một sư Nguyễn Công Đức rằng: một sư Đức ơi, giờ tôi tin Chúa, nhưng mà Chúa có ban phước cho công việc của tôi không? Một sư Đức nói: được, được chứ, chị trở lại với Chúa, cầu nguyện với Chúa, Chúa ban phước cho công việc của chị. Thế là người chị em này cầu nguyện tiếp nhận Chúa và xin Chúa ban phước cho công việc của mình. Chúa ban phước cho đàn bò rất là nhiều, công ăn việc làm rất là nhiều luôn. Rồi mùa kia không thấy đâu hết, không thấy trong hội thánh luôn, không thấy đi nhóm luôn. Cái mục sư Đức hỏi: alo, ủa sao không thấy chị đi nhóm nữa? Cái người chị em nói rằng là: mục sư thông cảm, bây giờ công việc Chúa ban phước nhiều quá, tôi không có thời gian đi thờ phượng Chúa được. Tôi nghĩ chắc là đủ rồi, Chúa ban phước vậy đủ rồi. Tôi không đi nhóm được, một sự thông cảm. Và sau này thì một thời gian thôi mà cho em, đàn bò đó không còn nữa, công việc cũng thất bát và trở lại con số 0 như lúc ban đầu. Thưa quý mà cho em, tôi thấy rằng là khi chúng ta nghĩ rằng là cái sự giàu có của mình đã đủ rồi và chúng ta không cần có Chúa nữa, chúng ta không đi nhóm thờ phượng Chúa, chúng ta không có đọc lời của Chúa nữa, không giữ đức tin của mình nơi Chúa nữa, thì đó là một trong những cái điều mà rất là nguy hiểm cho đời sống của chúng ta. Bởi vì ngay cả một vị vua rất là giàu có như David, ông cũng nhìn thấy rằng là mình là một người khốn cùng. Thì quý vị và chúng ta là ai và chúng ta lại cho rằng mình đã đầy đủ rồi? Người nghèo khó tâm linh đó là một người ý thức được tình trạng khánh tận tâm linh của mình trước mặt Chúa, là một tội nhân chỉ chờ án phạt của Chúa mà thôi. Và khi một người đã đến được cái chỗ như vậy
thì người đó đã ý thức được rằng là mình là một người cần của Chúa, ân điển của Chúa để được cứu rỗi, và người đó sẽ là người có phước ở trong mắt của Chúa. Vậy thì tôi và chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta là những người tin Chúa thì chúng ta cũng đã trải qua được cái bước đầu tiên này. Khi chúng ta nhìn thấy rằng trong thế gian này chẳng có thần nào, chẳng có một đấng nào có thể cứu được chúng ta, và chúng ta mới tìm đến với Chúa và Chúa đã cứu chúng ta, và chúng ta được Chúa thay đổi, chúng ta được trở thành những con người được phước của Chúa. Tôi nhớ cái giây phút đầu tiên mà tôi đã mở miệng ra để Chúa Ngài có thể bước vào trong đời sống của mình. Đó là vào năm tôi 11 tuổi, khi mà tôi bị té xe và tôi bị tai nạn. Ba tôi cầm lái và có một người họ chạy cắt ngang mặt ba tôi. Và xe của chúng tôi ngã xuống, chân phải của tôi bị va xuống đường và một cái cục đá nó đâm vào trong cái thịt, khiến cho cái chân của tôi bị lủng một miếng thịt rất là sâu và to. Lúc đó khi mà tôi nằm ở trong trạm xá của trạm y tế đó và chờ khâu lại, thì tôi nhìn thấy cái xương ở trong cái đầu gối của tôi nó lòi ra như vậy. Và tôi khủng khiếp và tôi tưởng rằng là mình sắp sửa mất mạng. Thế là trong giây phút đó tôi đã lấy hết sức của mình để tôi gào lên: Chúa ơi, xin đừng bỏ con, Chúa ơi, xin hãy thương xót con. Và tôi đã kêu khóc với Chúa. Bởi vì tôi cảm nhận rằng là nếu mà mình chết cái giây phút đó đó thì mình sẽ đi thẳng xuống địa ngục ngay. 11 năm tôi đã đi nhà thờ rất là trung tín, nhưng mà cái giây phút mà tôi đối diện với sự chết như vậy thì tôi thấy rằng là mình vẫn chưa thật sự được bảo đảm về sự cứu rỗi linh hồn của mình. Và tôi đã kêu khóc với Chúa. Và ngay cái giây phút đó quý mà chị em, tôi đã cảm nhận được thiên đàng ở trên đời sống của tôi. Sau khi mà tôi ra khỏi cái trạm xá đó, tôi cảm thấy có sự hiện diện của Chúa đi cùng với tôi. Sau cái trải nghiệm đó, tôi biết rằng Chúa thật sự có trong lòng của tôi, sau khi tôi đã kêu cầu với Chúa. Thưa quý mà chị em, chúng ta cần có Chúa để đời sống của chúng ta được cứu rỗi và chúng ta được bảo đảm, được an ninh thật ở trong ơn của Chúa. Cái từ phước ở trong Kinh Thánh đó quý mà chị em, nó có ba ý nghĩa chính. Thứ nhất đó là một người được hạnh phúc. Happy. À, chúng ta thường hay chào nhau đó là Happy New Year, tức là chúc mừng năm mới. Nhưng mà thật ra cái từ Happy New Year tức là sao? Là chúc một năm mới hạnh phúc. Happy, một người hạnh phúc thật ở trong tấm lòng của họ đó, đó là một người coi Chúa, chứ không phải là có tiền. Nếu có tiền thì cái sự hạnh phúc đó nó chỉ là tạm bợ mà thôi. Bởi vì năm nay có thể có tiền đó, nhưng mà năm sau chưa chắc. Có nhiều người họ có của ăn của để, có công ăn việc làm khủng trước dịch Covid-19 vừa rồi. Nhưng mà chỉ trải qua một năm thôi, năm 2021 vừa rồi, thì có những người họ mất trắng luôn, họ trở thành con nợ luôn. Và năm 2021 vừa qua, đó là năm của những nước mắt và đau khổ ở trên thế giới này. Nhưng cảm ơn Chúa, có những con cái Chúa, họ có đức tin nơi Chúa, thì họ đã vượt qua được một cách bình an. Thậm chí có những người họ được phước của Chúa để đem nhiều người trở lại với Chúa trong đợt dịch vừa rồi nữa. Và có thể đem đến sự khích lệ, gây dựng yên ủi cho rất là nhiều con cái Chúa qua đời sống của mình. Như vậy thì khi một người ý thức được rằng là tôi đang nghèo nàn ở về mặt tôi đang bị nghèo nàn về mặt thuộc linh, và tôi không thể tự cứu được chính bản thân mình, chỉ có thể nhờ đến Chúa mà thôi, thì người đó tất nhiên sẽ được đến với Chúa và sẽ kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Và Chúa nói rằng là nước thiên đàng là của những cái. Ở trong bản dịch Kinh Thánh Amplified tiếng Anh đó, thì dùng cái từ đó là vì nước thiên đàng là của những cái ngay bây giờ và cho đến mãi mãi. Tức là cái thiên đàng đó là nó ở trong hiện tại và cũng như ở trong tương lai nữa quý mài cha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ kinh nghiệm được thiên đàng trên đất này, chứ không phải chỉ chờ đến khi mà chúng ta về với Chúa rồi chúng ta mới có thiên đàng. Khi tôi đến tại Na Uy, đất nước đáng sống nhất trên thế giới, thì tôi đã nghe được lịch sử của người dân Na Uy. Họ nói lại rằng là đất nước Na Uy trước đây vốn là một đất nước nghèo. Trước thế kỷ 11, tức là nhiều ngàn năm về trước đó, người Na Uy là những bộ tộc sống rất là nghèo và khó khăn, bởi vì địa hình đồi núi rồi băng giá nó khiến cho đời sống của người dân trở nên nghèo thiếu. Ở tại Na Uy thì xứ sở đó là một xứ sở rất lạnh giá bởi vì nó gần Bắc Cực. 6 tháng trời là
là toàn là tuyết với lại nhiệt độ nó rất là lạnh. Tôi đến tại Na Uy vào tháng 7 vừa rồi. Đó là một cái tháng nó ấm áp đối với người dân. Tôi nghĩ rằng là ấm áp chắc là cũng giống như ở Việt Nam hoặc là mát mát giống như Đà Lạt thôi. Nhưng mà khi mà tôi đến, tôi đặt chân đến đó, tôi cảm thấy rùng người luôn, bởi vì có cái mát của họ đó là cái lành của mình. Họ nói gì mục sư mặc tới ba áo. Tôi nói không, đối với tôi lạnh đó, còn có những người họ mặc cái áo thun, có một cái áo thun họ ra đường họ đi cảm thấy thoải mái. Cái ấm của họ đó là cái lạnh của mình, quý mà cho em. Và tôi thấy rằng là ở Đà Lạt á là chỉ là cái mát của Na Uy thôi, thậm chí là cũng không không mát bằng cái Na Uy nữa. Đà Lạt nhiều khi có 21 22 độ là mình cảm thấy lạnh đúng không, nhưng bên Na Uy thì 19 độ 10 18 19 độ đó là cái nhiệt độ bình thường của xứ sở của họ. Tôi nói rằng là Chúa ơi, nếu mà mình đến mùa hè mà lạnh như vậy đó thì mùa đông nó còn khắc nghiệt như thế nào nữa. Người ta nói rằng là mà mùa đông ở tại Na Uy á, có những khi mà nhiệt độ nó xuống âm 30 độ C. Ngoài đường toàn là giá tuyết và nó lạnh còn hơn là ở tại Hàn Quốc nữa quý vị. Lạnh còn hơn là ở Moscow nữa. Và người ta nói rằng là nếu mà từ nhà của mình đó, mình mặc áo cộc như thế này đó, không mặc áo ấm á, mình đi khoảng chừng tầm 50 mét thôi là chết ngay lập tức. Chỉ trong vòng có khoảng chừng 30 giây thôi, chưa đến 30 giây nữa quý vị. Đi ra ngoài đường mà không mặc áo ấm, không có đeo găng tay thôi là mình sẽ chết. Bởi vì cái nhiệt độ nó rất là lạnh. Và bởi vì cớ lạnh như vậy đó quý vị, trong thời xưa đó người ta rất là nghèo, bởi vì cứ 6 tháng ở trong nhà không không có đi đâu hết. Và công ăn việc làm thì cũng cũng khó khăn. Cho nên họ chỉ tranh thủ những cái ngày mà mùa hè đó để đi thu lượm rồi săn bắn hái lượm này kia. Chỉ có 6 tháng để kiếm ăn, để tích trữ cho 6 tháng mùa đông. Và khi mà họ phải ở trong những cái túp lều hoặc là trong những cái sự lạnh giá như vậy đó thì thức ăn thì không có. Cho nên là cuộc sống của người Na Uy trong thời nhiều ngàn năm về trước đó là họ rất là nghèo, họ đẻ con chỉ có một hoặc là hai đứa con thôi. Và cái truyền thống đó ngày hôm nay họ vẫn còn giữ, đó là người người Bắc Âu nói chung á hoặc là ở châu Âu thì họ đẻ rất ít, bởi vì có cuộc sống trước đây á rất là nghèo thiếu, cho nên là họ không muốn có con nhiều. Và có một cái không phải là truyền thuyết nhưng mà đó là một cái điều có thật ở trong lịch sử, đó là khi mà họ nghèo thiếu như vậy đó thì họ đã trở thành những con người gọi là trộm cướp. Chúng ta ở Việt Nam nói rằng là bần cùng xin đạo tặc đó. Và trong lịch sử á, thì Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch đó là một thôi. Và họ là những thứ dân Viking. Chúng ta nếu mà ai chúng ta xem phim chúng ta sẽ biết rằng là có những cướp biển Viking nổi tiếng. Thì đó đó là người Na Uy ngày xưa đó, họ là những người cướp biển. Tại vì họ nghèo thiếu quá cho nên họ phải đi cướp bóc thì mới có ăn chứ. Còn nếu mà băng giá lạnh như vậy đó, họ không có cơ hội để mà kiếm thức ăn, cho nên họ phải đi cướp bóc và phải mở mang xứ sở của họ. Và khi mà người người Viking đi đến đâu đó thì người ta sợ đến đó. Thậm chí đi biển mà nhìn thấy cái thuyền 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 của người Viking ở đằng xa thôi là người ta la là Viking, Viking là bỏ chạy không kịp quý vị. Chú cho cái người Viking làm sao đó họ tạo ra những cái thuyền mà nó chạy với tốc độ đó là 80, 90 km giờ, không có thuyền nào chạy lại hết. Mà cho nên cướp biển Viking ngày xưa rất là khét tiếng. Và họ chinh phục rất là nhiều vùng đất ở tại châu Âu. Nhưng mà lạ thay, đang khi mà họ đi chinh chiến và chinh phục nhiều vùng đất thì Chúa khiến cho cái ông vua Na Uy ông tin Chúa. Cái ông vua người Viking ông tin Chúa. Và cái ông vua này ông tin Chúa xong cái ông về xứ sở và nói bây giờ thằng nào mà không tin Chúa tao chém đầu hết. Ông nói bây giờ đứa nào mà không tin Chúa giống tao hả? Tao chém đầu. Và thế là trong cái thời đó quý vị nhiều người bị chặt đầu. Bởi vì cớ họ không tin Chúa Giêsu. Và thế là cả xứ sở đã trở lại tin thờ Chúa Giêsu Christ.
Và từ đó, thưa quý mài cho em, từ thế kỷ thứ 11 thì Chúa ban phước cho đất nước Na Uy rất là tuyệt vời. Từ một quốc gia nghèo thiếu và trộm cướp như vậy đó, bây giờ họ trở thành xứ sở hàng đầu thế giới này. Từ năm 1826 thì Na Uy họ đã có xe hơi rồi. Cho đến bây giờ có một số con cái Chúa ngày hôm nay vẫn chưa có xe hơi đi, đúng không? Nhưng mà từ năm 1826 là đất nước của họ đã có xe hơi đi rồi đó. Họ đi trước chúng ta rất là nhiều trong năm. Bởi vì cớ tổ phụ họ tin Chúa. Bây giờ Chúa ban phước cho Na Uy rất là đặc biệt. Đúng là của trời cho luôn. Tức là vào năm 1963 thì Na Uy họ đã tìm thấy được một cái mỏ dầu rất là lớn. Và cái mỏ dầu này á thì nó có trữ lượng rất là lớn, có thể khai thác hơn 100 năm. Và khi mà khai thác mỏ dầu này lên, mỗi ngày họ được 1.600.000 tấn dầu như vậy, một thùng dầu như vậy đó, thì họ đã có một cái chính sách như thế này. Đó là họ nói rằng là đây là tài sản của người dân. Và dầu này ăn thế nào thì nó sau này nó cũng sẽ hết thôi. Bởi vì cái trữ lượng dầu này tuy lớn nhưng mà khai thác trong vòng 100 năm thì nó sẽ hết. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đưa ra một cái chính sách quyết định. Đó là sử dụng số tiền của dầu mỏ này để dự trữ cho thế hệ người Na Uy trong tương lai mai sau. Và họ tạo ra một cái quỹ nó rất là lớn. Và họ dùng cái quỹ đó, tức là tất cả số tiền họ kiếm lời được từ dầu á, họ đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, đầu tư trên khắp thế giới luôn. Để khi mà cái số tiền đó nó sinh lợi ra, đúng quý vị, thì họ sẽ lấy cái số tiền sinh lợi đó để mà cung cấp cho người dân ở xứ của mình. Và mỗi người dân tại Na Uy đều được chăm lo về y tế, sức khỏe bảo đảm hết. Bệnh là có xe đến đón ngay tại nhà để mà được hỗ trợ. Tất cả mọi thứ người dân Na Uy đều được chính phủ chăm sóc. Không có một người nào mà không có tiền để thuê nhà, quý vị. Giả sử tôi nghèo quá, tôi không có nhà để ở, tôi đến tôi nói chính phủ, bây giờ tôi không có việc làm, tôi không có nhà để ở. Thế chính phủ nghe tức ký ngay, rồi bây giờ tôi trả tiền nhà cho anh, một tháng bao nhiêu, trả hết. Không có tiền ăn phải không, rồi trả luôn. Quý vị thấy khủng khiếp không? Quá khủng khiếp đúng không? Giàu quá. Cho nên họ mới được xếp hạng vào trong bảng danh sách của 10 quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Tại sao gọi là quốc gia đáng sống? Ở trong tiếng Anh cái từ quốc gia đáng sống đó là the most happy country, tức là cái quốc gia hạnh phúc. Ở tại quốc gia đó ai cũng mỉm cười hết. Tôi đến lần đầu tiên tôi đến tại Na Uy, tôi đi đâu ai cũng nhìn tôi và mỉm cười. Tôi nói ủa sao xứ sở lạ vậy ta, ai cũng rảnh đi cười, nhìn mình cười. Tại vì họ đang sống ở trong một quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Tôi thấy đúng rồi ha, ở Việt Nam mình ra đường ai cũng mặc cũng thậm chí đi xe mà đi mà cắt ngang đầu của họ thôi họ cũng cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng ở Na Uy đụng xe một cái không có phải xăng tay áo xuống chửi thề nói tục đâu, họ ngay lập tức họ ký vào cái tờ giấy bảo hiểm rồi khai xe trầy chỗ này chỗ kia rồi bảo hiểm đóng rồi ok bắt tay nhau chúng ta về, có người trả rồi không sao. Và cái khí hậu từ đó nó làm cho con người của chúng ta nó cảm thấy rất là mát mẻ và dễ chịu. Còn ở Việt Nam chúng ta thì thật sự luôn quý vị, cái thiên nhiên của mình nó tốt cho cây cối, có những cái cây của nhiệt đới nó ra trái, nhưng mà cái khí hậu nóng ẩm như thế này nó khiến cho con người chúng ta dễ bực bội. Ra đường cảm thấy nóng nực lắm, nhiều khi kẹt xe cứ ngắt giữa đường một tiếng đồng hồ, mồ hôi một kê chảy, cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhiều khi mình phải nói lớn tiếng để cho cái người kia họ phải chạy để cho mình có chỗ mình chạy nữa. Nhưng bên Na Uy thì tất cả mọi thứ nó mát mẻ, cho nên là người ta có thể đứng chờ rất là lâu và người ta vẫn lịch sự. Người ta vẫn có thể mỉm cười với chúng ta. Tôi thấy rằng là thật sự đúng là một đất nước được Chúa ban phước. Không phải bởi vì cớ thiên nhiên mà thôi, nhưng mà bởi vì cớ cái người lãnh đạo đầu tiên họ đã tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống của mình. Kinh Thánh có nói rằng là phước cho nước nào có Đức Giê-hô-va làm chủ và có Đức Chúa Trời làm cứu Chúa của đất nước đó. Ở trong Thi Thiên 33 câu 12 chép rằng là nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay. Những quốc gia nào mà đầu phục Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình thì đất nước đó sẽ được phước.
Ở bên đó tôi không thấy có một người nào mà họ thắp nhang, họ vái lại hoặc là mê tín để mà có được cái phước ở trong công việc của mình. Ở Việt Nam của chúng ta làm cái việc gì cũng đều phải thắp nhang, vái lại, cúng ông địa, cúng thần tài, đủ thứ, đủ kiểu, thậm chí chạy xe tải thôi thì cũng phải gắn cái hoa hoặc là cái bông hoặc là cái nhang ở phía trước xe để chạy không có đụng ai. Bên đó tôi không nhìn thấy bất cứ một cái nhang đèn khói gì hết. Dĩ nhiên cái đó là cái văn hóa của họ, nhưng mà quý vị ơi, mình thấy rằng là dĩ nhiên tín ngưỡng chúng ta không động đến, nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi một người có sự ban phước của Chúa thì người đó cũng không cần phải mê tín hoặc là không cần phải làm theo những cái hủ tục mà nhiều đời trước để lại cho đời sống của chúng ta. Ở đây tôi không phải là chê hoặc là chúng ta nói xấu, bởi vì nếu mà chê thì tôi không có về đây. Ở bên đó luôn vẫn được quý mài cho em. Bên đó họ rất là dễ, trong vòng một tháng tôi đi ngoài đường không ai hỏi giấy tờ tôi hết. Tôi gặp một cái người cha em không tin Chúa kia, người cha em nói rằng là mục sư biết không, tôi ở đây 3 năm rồi chẳng ai hỏi thăm giấy tờ của tôi hết. Tức là bất hợp pháp đó, trong luật pháp mà nó quy cái người như vậy đó là bất hợp pháp, nhưng mà cũng chẳng ai hỏi hết. Bởi vì sao, đi đâu cũng có người ta mua vé tàu cho mình rồi, không cần phải lo lắng gì hết. Chừng nào mà cảnh sát hỏi thăm thì mới có chuyện thôi, nhưng mà cảnh sát đâu bao giờ rảnh nó hỏi thăm từng người. Nhưng mà bởi vì cớ công việc Chúa tại Việt Nam cho nên tôi phải về lại đây, vì cớ gia đình cũng như vì cớ công việc của Chúa. Và tôi nhìn thấy rằng là thật sự một đất nước, một quốc gia khi có Chúa làm chủ, đất nước đó sẽ được phước theo cách của Chúa. Từ một đất nước nghèo nhưng mà trở thành một đất nước giàu và trở thành một cường quốc. Vậy thì phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những cái. Ở trong Gia Cơ đoạn số 2 câu số 5, lời của sứ đồ Gia Cơ đã nói rằng: hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này, Đức Chúa Trời há chẳng lừa kẻ nghèo thế đời này, đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế từ nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Chúa nói rằng là Chúa Ngài chọn lựa những người nghèo ở trong đời này nè, để khiến cho họ được trở nên giàu có trong đức tin. Và khi một người trở nên giàu có trong đức tin rồi thì người đó sẽ được thừa hưởng những đặc quyền, đặc lợi và những phúc lợi của thiên đàng mà Chúa dành cho những người yêu mến Chúa. Ê-sai đoạn 25 câu 4: vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn, trong lúc khó khăn, chỗ đục cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão, xông vào tường thành. Cảm ơn Chúa, Chúa chính là nơi bền vững cho kẻ nghèo. Những ai chúng ta cảm thấy mình nghèo khổ, từ trong thực thể cho đến tâm linh của chúng ta, hãy chạy đến với Chúa, Chúa sẽ có cách để ban phước và Chúa sẽ gìn giữ đời sống của chúng ta. Rồi phước hạnh thứ hai chúng ta nhìn thấy ở trong phần Kinh Thánh này, đó chính là phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Than khóc ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta mè nheo với Chúa, giống như những đứa con khi mà nó đòi quà hoặc đòi đồ chơi hoặc là đòi một cái thứ gì đó, nó không được cha mẹ đáp ứng và thế là nó giãy nảy, nó khóc, nó lẫy. Là cha là mẹ chắc có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu khi mà con của chúng ta nó khóc để mà đòi cái đồ chơi hoặc đòi món gì đó. Nhưng mà đối với Chúa thì Chúa Ngài không muốn cho con cái của Ngài phải than khóc để mà đòi một cái gì đó cho bằng được. Nhưng mà Chúa Ngài muốn chúng ta phải than khóc vì cớ tội lỗi của chúng ta. Chúa muốn chúng ta than khóc vì cớ đất nước và cũng như là người dân của chúng ta, nhiều người họ chưa được cứu rỗi. Chúa muốn chúng ta phải than khóc cho hội thánh của Chúa. Khi mà chúng ta chưa được sự vấn hưng của Chúa, chúng ta còn thấy có quá nhiều cái sự phân rẽ, chúng ta còn thấy có quá nhiều cái nan đề chưa được giải quyết ở trong các hội thánh của Chúa. Và khi mà chúng ta than khóc như vậy thì chúng ta sẽ được Chúa yên ủi. Và trong lời của Chúa cũng có nói với chúng ta ở trong Thi Thiên đoạn thứ 56 câu 8 rằng: Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Và Thi Thiên đoạn 51 câu 17, lời của David đã chép rằng: của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương Đức Chúa Trời, ôi lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Có những khi chúng ta đối diện với một cái
nan đề tội lỗi hoặc một nan đề tâm linh nào đó nó quá lớn và chúng ta không thể giải quyết được. Cần phải hạ mình xuống ở trong sự than khóc và cầu nguyện với Chúa. Thì tại lúc đó, cái sự than khóc của chúng ta nó sẽ giống như là một của lễ đẹp lòng của Chúa Trời. Và Chúa sẽ không khinh dễ những cái sự đau thương, thống hối và khóc lóc của con dân Chúa quy mài chàng. Có một cái quan niệm trước đây cho rằng là chúng ta tin Chúa rồi chúng ta không được phép cầu nguyện và khóc. Căn cứ vào đâu? Nhưng họ nói rằng là đã tin Chúa rồi mình là được cứu rồi mình không cần phải khóc lóc. Những người mà khóc đó, đó là họ cảm xúc rồi họ không có tin rằng Chúa đã cứu mình. Một buổi sáng nọ khi mà tôi cầu nguyện trong một nhà thờ Tin Lành. Lúc đó tôi nhớ tôi năm đó 16 tuổi hoặc 17 tuổi gì đó. Tôi đi tỉnh nguyện buổi sáng lúc 5 giờ sáng và tôi đang cầu nguyện và Chúa thăm viếng tôi trong lúc đó nước mắt tôi đã khóc. Nước mắt tôi chảy ra. Cái đứa bạn bên cạnh tôi nói Tấn ơi đừng khóc. Mình tin Chúa rồi khóc cái gì? Năm nay năm mới. Lúc đó buổi cầu nguyện năm mới. Năm mới mà khóc cái gì? Tự nhiên tôi đang đường ngọt ngào với Chúa tôi chân hửng luôn. Từ trên thiên đàng rớt xuống bịch một cái. Tôi lau nước mắt và từ đó tới giờ tôi không có khóc ở trong nhà thờ nữa. Mãi rất là lâu sau này đến năm 25 tuổi tôi được Chúa đụng chạm trở lại. Và tôi đã được tan vỡ với Chúa. Và tôi thấy rằng là trong những lúc mà tôi mở lòng ra, tôi trải lòng mình ra với Chúa như vậy, thì Chúa ngày đều đến thăm viếng tâm lòng của mình. Bởi vì của lễ đẹp lòng của trời đó là một tâm linh đau thương, quặn thắt và than khóc ở trước mặt Chúa. Quý mài cho em có than khóc cho gia đình của mình là những người chưa được cứu không? Quý vị có than khóc cho hàng xóm, cho người thân, rồi cho Việt Nam của chúng ta không? Có quá nhiều tội lỗi, có quá nhiều nan đề đang xảy ra ở trong đất nước của chúng ta. Rồi chúng ta có than khóc cho thế giới, đó là người nhu nhược. Người nhu nhược đó là như thế nào quý mời chị em? Giả sử họ tấn công gia đình của chúng ta mà chúng ta lại không đứng ra bảo vệ gia đình của mình. Và chúng ta chạy vào trong phòng hoặc là chúng ta bỏ chạy, chúng ta mặc kệ người thân của chúng ta. Đó là cái sự nhu nhược đó. Và Chúa không muốn chúng ta phải là những con người nhu nhược trước thế lực của ma quỷ. Chúa muốn cho chúng ta trở thành những con người của sự can đảm và mạnh mẽ. Nhưng mà can đảm mạnh mẽ đó không có nghĩa rằng là chúng ta là những người hung hăng, chúng ta là những người khát máu hoặc là hiếu chiến. Chúa muốn chúng ta là những người nhu mì. Người nhu mì đó là người có khả năng, có sức mạnh, có quyền thế đó, nhưng mà họ không muốn sử dụng cái khả năng, sức mạnh và quyền thế đó để bảo vệ hoặc là để tấn công người khác, bảo vệ cho chính mình hoặc là tấn công người khác. Chúa Giêsu là một điển hình như vậy. Chúa thế gian, nhưng mà Chúa ngài không có bảo vệ chính mình bằng cái khả năng của ngài, nhưng mà ngài đầu phục ý muốn của Cha. Và Chúa Giêsu ngài là đấng nhu mì và khiêm nhường. Cho nên là người tin Chúa chúng ta cần phải sống giống như Chúa Giêsu Christ, hãy sống trong sự nhu mì và khiêm nhường. Thấy người ta chửi mình, thấy người ta rủa mình vì cớ Chúa thì đừng có hăng máu lên chúng ta chửi họ lại. Họ chửi mình một, mình chửi họ mười. Họ đánh chúng ta một cái, chúng ta đánh cho họ cái chục cái luôn. Quý mài cho em ơi, đừng như vậy. Hãy để cho Chúa ngài trả thù chúng ta. Hãy tha thứ cho họ và hãy để cho Chúa ngài báo trả lại những cái việc ác đó. Đừng xăng tay áo lên và nói rằng là tôi cảm thấy nhục quá, tôi không thể chịu được nói. Tôi phải xử nó. Chúa ra khỏi con 5 phút đi để con xử nó. Quý mài cho em ơi, đừng có nói như vậy. Nói như vậy là chúng ta đang đi sai lại với lời của Chúa. Nhưng mà hãy tin rằng là khi chúng ta chọn sống ở trong sự nhu mì thì chúng ta sẽ là người được phước và chúng ta sẽ hưởng được đất. Đất ở đây tức là tâm lòng của những người xung quanh chúng ta. Chúa Giêsu đã sống trong sự nhu mì và Chúa đã có thể chinh phục được rất là nhiều linh hồn trở lại với ngài sau này. Trong đó có chúng ta. Khi chúng ta sống trong sự nhu mì thì chúng ta sẽ được lòng của những người xung quanh của chúng ta, nhất là người thân ở trong gia đình của mình. Khi chúng ta nhu mì thì chúng ta cũng sẽ được lòng của những tín hữu, của những anh chị em trong hội thánh. Còn nếu mà chúng ta cứ làm cho ra ngô ra khoai, rồi chúng ta cứ xăng cái áo lên, chúng ta gân cổ lên, chúng ta cãi lý, thì quý mài cho em ơi, không lâu đâu rồi mọi người sẽ xa lánh chúng ta hết. Nhưng mà người nào nhu mì khiêm nhường
Rồi sẽ có lúc mà Chúa sẽ nâng họ lên và người đó sẽ được phước của Chúa. Và tôi tin rằng là cái đất này cũng là cái đất thiên cái đen đó quý vị. Những ai chúng ta không có nhà cửa, chúng ta chưa có cơ ngơi sự nghiệp, quý vị cứ sống vô mì đi rồi Chúa sẽ ban phước cho quý vị. Có một thanh niên đã trở lại tiếp nhận Chúa và đã được người thân trong gia đình của mình nói rằng là bây giờ con cứ sống vô mì đi và con sẽ được phước, con sẽ được đất. Cái người thanh niên này cảm thấy rất là lạ, tại sao mà mình lại nhu mì mà được đất. Và thế là Chúa đã làm việc. Chúa khiến cho cái người thanh niên này từ một người giang hồ đâm thuê chém mướn trước đây, bây giờ được thay đổi. Và Chúa khiến làm sao có cái người cô đó, đồng ý bán cái miếng đất rất là rộng cho cái người này chỉ với giá là 50 triệu mà thôi. Cái đây mấy năm trước 50 triệu bán giá rẻ bèo luôn, bán đi cho vậy đó. Và cái người anh em này không phải là trả 50 triệu liền đâu, trả gọi là trả góp nữa. Và khi mà có miếng đất như vậy đó quý vị, thì bắt đầu Chúa lại cho tiền để xây nhà lên. Và sau đó thì người thanh niên này đã có một cái nhà rất là to. Và sau khi mà việc nó xảy ra như vậy, người thanh niên này đã làm chứng rằng là tôi tạ ơn Chúa bởi vì mẹ của tôi cứ nói với tôi rằng là con cứ sống nhu mì đi, con cứ sống khiêm nhường đi rồi Chúa sẽ ban cho con đất. Và cái người thanh niên này làm chứng rằng là cảm ơn Chúa bây giờ tôi có nhà cửa, có đất đai là bởi vì cơ Chúa làm phép lạ như vậy. Quý vị có tin điều này không? Có nhiều. Dạ. Nếu chúng ta xin á, không ai cho đâu quý vị. Nhưng mà chúng ta cứ sống theo lời của Chúa, chắc chắn Chúa sẽ cho. Bởi vì chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời tốt lành. Amen. Dạ, chúng ta cứ cầu nguyện với Chúa đi. Chúa ơi, bây giờ con chưa có nhà đất gì hết, con chưa có tài sản gì hết, nhưng mà con nghe lời của Chúa đó mà phước cho những kẻ nhu mì vì sự hướng được đất. Xin Chúa cho con được cái đất. Ở trong Thi Thiên là thứ 37, Thi Thiên là 37 câu 34, lời của Chúa chép rằng: hãy trông đợi Đức Giê-hô-va và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để nhận được đất. Khi cái ác bị diệt đi thì ngươi sẽ thấy điều ấy. Vậy thì sẽ có một thời điểm mà Chúa sẽ nâng chúng ta lên và chúng ta sẽ nhận được đất. Hình như trong hội thánh này ai cũng có đất rồi, cho nên là tôi nói điều này quý vị không vui đúng không? Ở đây toàn đại gia đất không à. Nhưng bản thân tôi á, tôi chưa có miếng đất nào hết. Tôi rất là được khích lệ khi đọc lời của Chúa. Tôi tin rằng Chúa không bỏ rơi tôi. Có Thắng nữa đúng không? Thắng chưa có nhà cửa, chưa có đất đai gì hết. Tôi tin rằng là sau một thời gian nữa thôi, không lâu đâu, không phải đợi khi già mới có đâu, nhưng mà chắc chắn Chúa sẽ ban cho. Amen. Rồi phước hạnh số 4, số 4 đó là phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Mai mốt chúng ta phải mua cái bao đựng bao bọc cái này, tại vì khi mà nhiều người sử dụng cái này đó quý vị, thì nó sẽ làm cho ô nhiễm cái micro. Và nhất là khi mà chúng ta để qua tuần đó quý vị, để ngoài bụi đó, rồi xong cái qua tuần sau chúng ta đến đây, chúng ta cầm cái này lên, chúng ta để sát miệng của mình để nói đó, thì cái bụi đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cổ họng của chúng ta. Cho nên là tôi sẽ mua một cái bao bọc cho cái micro của chúng ta. Cái bao đó nó như là cái miếng xốp thôi quý vị, nó vài chục ngàn thôi, nó không đáng bao nhiêu hết, nhưng mà nó sẽ bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng lưu ý cái điều này quý vị nha. Chứ đôi khi chúng ta đến đây với một thể trạng rất là khỏe mạnh, nhưng mà nhóm xong cái là mình về mình bị ho, bị mệt kia, là bởi vì cơ chúng ta không có sự khôn ngoan để gìn giữ bảo vệ sức khỏe của mình. Rồi chúng ta tiếp tục ở đây. Phước hạnh số 4, Chúa nói rằng là một cái người tin Chúa là một người có một đời sống khao khát sống công chính cho Đức Chúa Trời. Một người tin Chúa, người đó luôn có một cái sự khao khát để mình sống ở trong sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời. Và người này có một cái sự thôi thúc ở trong lòng để chính mình được sống ngay thẳng và công chính theo lời của Chúa. Đối khác
trong sự công chính nó nói về một cái nhu cầu và một cái ao ước cháy bỏng, người đó cần phải 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 sống theo tiêu chuẩn của sự công chính, theo lời của Chúa. Sự công chính của con người chúng ta trở nên cái sự công chính của con người chúng ta nó giống như là một cái áo nhớp ở trước mặt của trời vậy. Ở trong Ê-sai đoạn số 4 câu số 6, chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, một việc công bình của chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Vậy thì cái sự công bình của con người chúng ta đó là một cái áo nhớp ở trước mặt Chúa. Chúa không muốn chúng ta sống theo sự công bình của thế gian. Sự công bình của thế gian đó là anh chị em cứ sống mà không vi phạm pháp luật của đất nước mình, quý vị là công dân hợp pháp ở tại đất nước. Nhưng mà sự công chính của Chúa nó không phải ở trong cái chỗ là chúng ta không vi phạm pháp luật, nhưng mà chúng ta thấy rằng là sự công chính của Chúa nó cao hơn sự công chính của người chúng ta. Sự công chính của Chúa nói rằng là chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ thờ phượng mình Chúa mà thôi. Ở trong pháp luật Việt Nam có bao giờ nói đó không? Không, đúng không ạ? Tự do tín ngưỡng, quý vị muốn thờ phượng ai đó tùy quý vị. Nhưng mà Kinh Thánh thì nói rằng là chúng ta phải thờ phượng Chúa, mình Chúa mà thôi. Rồi luật pháp thì nói rằng là ai phạm tội hiếp dâm á, thì người đó sẽ phạm tội và sẽ bị tù hình phạt gì đó. Nhưng mà luật pháp của Chúa thì nói rằng sao? Ai mà nhìn người đàn bà thôi mà động lòng tham muốn thôi thì người đó đã phạm tội tà dâm rồi. Như vậy tất cả chúng ta đều đã từng phạm, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái sự công chính của Chúa nó cao hơn sự công chính của người chúng ta rất nhiều. Chúng ta phải khao khát và chúng ta phải sống ở trong cái sự công chính đó. Cho nên là con gái Chúa, tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy sống theo đúng pháp luật của đời này. Chúng ta đừng bao giờ vượt đèn đỏ. Chúng ta đừng bao giờ lạng lách hoặc đánh võng ở ngoài đường. Đừng bao giờ ra đường mà chọc ghẹo con gái nhà lành. Đừng bao giờ lường thầy phản bạn. Đừng bao giờ mà cứ kiểu mà lương lẹo giống như người thế gian. Ngày hôm nay trong thánh có, đúng không ạ? Quen hết cô này tới cô kia, lừa gạt tình cảm đủ kiểu hết. Không yêu mà cũng nói rằng là yêu nữa, và làm cho người ta hy vọng và làm cho người ta tổn thương rất là nhiều. Tôi tin rằng là người đó cần phải được trở lại với lời của Chúa. Nếu muốn được phước thì cần phải sống ở trong sự công chính, và chúng ta sẽ được no đủ ở trong đời sống tâm linh cũng như trong thuộc thể của chúng ta. Đôi khi chúng ta không sống công chính cho nên là chúng ta cứ thiếu thốn, chúng ta không được no đủ. Chúa ơi, con xin Chúa cho con có tiền của, giàu có, bạc vàng giống như các thánh đồ trong Kinh Thánh. Nhưng mà Chúa hỏi con có sống công chính chưa? Con có ngay thẳng ở trong tình cảm không? Con có chân thật ở trong tiền bạc không? Con có công chính ở trong công việc của con không? Và nếu chúng ta trả lời rằng là có, Chúa sẽ ban phước chúng ta được no đủ. Amen. Cho nên chúng ta không sống công chính, cái sự giàu có mà Chúa ban chúng ta nó sẽ giết chết chúng ta trong đó. Chúng ta sẽ trở nên người có hai ba vợ và sống lăng nhăng trong tình cảm, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ cờ bạc rượu chè đủ kiểu hết, tứ đủ tương. Và chính cái sự giàu có đó, cái sự no đủ đó, nó sẽ khiến chúng ta chết ở trong tội lỗi. Cho nên để chúng ta được no đủ và được giàu có thịnh vượng, chúng ta cần phải đối khác cái sự công chính của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Và phước hạnh số 5 đó là phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Đây là một phước lành nói về mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Khi chúng ta sống ở trong sự thương xót của Chúa thì chúng ta cũng sẽ thương xót những người chung quanh của chúng ta. Thi Thiên đoạn thứ 18 câu 25, kẻ hay thương xót Chúa sẽ thương xót lại, đối cùng kẻ tròn vẹn Chúa sẽ tỏ mình tròn vẹn lại. Khi chúng ta hay thương xót người khác thì Chúa cũng sẽ thương xót đến đời sống của chúng ta. Ở đây Kinh Thánh không có ý nói rằng là chúng ta thương xót người khác rồi người khác sẽ thương xót lại chúng ta. Không. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh đang nói rằng là Chúa sẽ thương xót chúng ta. Và cái sự thương xót của Chúa nó cao hơn cái sự thương hại của người khác. Người khác khi nhìn thấy một người ăn xin, người khác có thể thương hại người ăn xin đó, cho người ăn xin đó khoảng chừng vài chục ngàn, vài trăm ngàn hoặc là vài triệu bạc. Vậy thôi. Không hơn không kém. Nhưng mà khi mà Chúa thương xót chúng ta thì Chúa cho chúng ta nhiều hơn những cái điều mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Tôi điển hình đó là David. David lúc ban đầu ông chỉ là một cái người chăn chiên thôi, giống như một người chăn bò tại Việt Nam vậy đó.
không có nghề nghiệp, không có một cái học thức gì cả. Nhưng mà bởi vì cớ David được ơn và được thương xót, cho nên là David đã được Chúa Ngài thay đổi thân phận, trở thành một vị vua hùng cường ở trên cái đất này. Và tất cả chúng ta đều cần có sự thương xót của Chúa. Và nếu Chúa đã thương xót chúng ta rồi, quý vị ơi, chúng ta cũng hãy thương xót người khác. Thi Thiên đoạn 37 câu 25 cho đến 26: trước tôi trẻ rầy đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày. Hằng ngày người thương xót và cho mượn, dòng dõi người được phước. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng người công bình đó, thì hằng ngày người thương xót, tức là người này luôn ban cho ở trong sự thương xót của Chúa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta cứ thấy người nào có sự thương xót là chúng ta lợi dụng người đó. Có trường hợp đó, ok, người đó hay cho tiền người khác lắm, tôi cũng ráng tôi mượn tiền người đó, nhưng mà trong lòng của mình thì lại muốn là mượn lấy luôn. Quý mà em ơi, đừng có bao giờ lợi dụng người khác như vậy. Đã mượn thì phải trả, chứ đừng mong đợi người đó tha nợ cho mình. Người đó không tha nợ cho mình, nói là ơ con cái Chúa không có thương xót người khác. Quý vị ơi, đừng như vậy. Mình đang lợi dụng người ta không có thương xót mình thì đừng có nói là người đó không có lòng thương xót. Nếu chúng ta thật sự chúng ta thiếu quá, chúng ta mượn thì người khác có thể thương xót chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta mượn nhiều người mà chúng ta không trả, thì xin Chúa thương xót chúng ta và cho chúng ta thay đổi cái chỗ đó, để chúng ta có thể trả lại những gì mà chúng ta đã thiếu của người ta. Amen. Nhưng mà là người công bình của Chúa, chúng ta cần phải sống trong sự ban cho. Hãy sống ban cho. Và khi chúng ta ban cho như vậy thì Chúa Ngài cũng sẽ ban lại chúng ta gấp bội phần hơn. Châm ngôn đoạn 19 câu 17: ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Quý vị thấy không? Khi chúng ta thương xót người nghèo thì tức là Chúa Ngài đang vay mượn chúng ta. Và khi mà Chúa vay mượn chúng ta đó thì Chúa sẽ trả lại chúng ta rất là nhiều, đúng không ạ? Chúa sẽ trả vốn lẫn lời luôn. Chúa sẽ trả chúng ta gấp đôi, gấp ba lần, thậm chí cả chục lần hơn. Cho nên nếu quý vị có lòng thương xót thì không những quý vị được Chúa thương xót mà thôi, nhưng mà con cháu quý vị cũng sẽ được Chúa thương xót. Amen. Và David khi mà ông nhớ về gia đình của Jonathan thì ông hỏi những người lính của mình rằng là các ngươi xem coi là trong dòng dõi của Saul và Jonathan thì có còn đứa cháu nào không. Và thế là người ta phát hiện là có một đứa tên là Mephibosheth, nó bị què trong cái lúc mà bỏ chạy thì nó đã vấp té và nó bị què. David nói rằng là bây giờ mời đến đây, mời đến đây để ăn chung bàn cùng với ta cho đến khi mà nó chết. Chưa thấy không ạ? David là một người có tấm lòng thương xót. Và ông đã làm ơn cho những người thù nghịch với mình như vậy. Khi chúng ta thương xót người khác thì Chúa sẽ thương xót đời sống của chúng ta. Cũng ở tại Na Uy, khi mà tôi đi cùng với em rể của tôi, đang đi nhóm nhà thờ về, thì khoảng chừng bữa trưa giờ này là tầm 12 giờ. Sau buổi nhóm bên đó là khoảng tầm 3 giờ. Thì đang đi trên đường gần về nhà thì chúng tôi thấy một cái bãi rác. Nhìn xa thì như bãi rác vậy đó, nhưng mà nhìn gần thấy toàn là salon nè nha, rồi quạt máy nè, rồi những cái thiết bị điện tử khác. Nó chất đống như núi vậy đó. Và ai mà thích cái gì đó cứ tới lượm. Ở bên Na Uy thì không có ve chai. Tại vì sao? Bán đâu có ai mua đâu. Mấy cái đó là chỉ đem vô trong cái bãi rác lớn để mà phá hủy thôi. Tôi nhìn thấy có những cái thứ rất là mới. Bàn ghế rồi nệm nè. Rồi những cái thiết bị như lò vi ba điện tử, rồi lò vi sóng gì đó, đó. Họ để đầy đó. Đồ bên đó, đồ cũ của nó không có giống như Việt Nam của chúng ta. Hỏi ra đó thì mới biết là như thế này. Đó là cái tiền mà họ vận chuyển đó, họ thuê cái xe đó, nó còn mắc hơn cái tiền mua đồ mới nữa. Chẳng hạn như cái tủ đó giá có 5 triệu thôi, nhưng mà kêu cái xe nó tới cả 7-8 triệu để mà chở đi, họ để luôn. Qua chỗ kia mua cái tủ nhiều khi nó chỉ có vài ba triệu thôi. Họ nói rằng sao bây giờ tự nhiên cái tủ nó cũ như vậy mà bây giờ mình bỏ tiền mới, mình bỏ tiền nhiều như vậy mua, thà mua cái mới.
Và có một cái đàn piano, tôi không biết cái đàn ở đời gì, mà nhìn còn mới lắm, 80% lận. Họ để luôn cái ghế ngay cái đàn đó. Tôi và em rể của tôi định là sẽ khiêng cái đàn về, lấy cái xe đẩy á, để mà đẩy về. Nhưng mà hôm đó bận quá cho nên là không có đẩy về liền. Qua hôm sau chúng tôi định là ra đó để mà đẩy về, nhưng mà hôm sau thì không còn nữa, tại vì có người ta lấy đem đi rồi. Tiếc thật á, nếu cái đàn đó mua đó là cũng không dưới 5 triệu đồng Việt Nam, chắc có thể là có chục triệu. Nhưng mà mình thấy rằng là ở tại Na Uy họ không phải là họ sợp đâu, nhưng mà tất cả mọi luật lệ và nguyên tắc ở tại đất nước Na Uy đều thiết lập ở trên Kinh Thánh, trên nền tảng Kinh Thánh. Họ sống ở trong sự thương xót của Chúa. Chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh cũng có sự thương xót. Nha, chúng ta xem nha. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 22. Lê Vi Ký đoạn 23 câu 22. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng và chớ móc lúa sót lại. Hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoài bang. Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Chúa Ngài đã đưa ra cái luật này ở trong trong luật pháp Môi-se. Đó là khi gặt lúa đó, đừng gặt hết. Người Việt Nam của chúng ta thường hay gặt hết đúng không ạ? Gặt sạch luôn, không chưa một ngọn nào hết đó. Nhưng mà đối với người Do Thái đó, Chúa Ngài bắt họ là sao? Gặt lúa thì phải chừa lại một nhúm đó, hoặc là chừa lại cái phần đầu bên kia. Để chi vậy? À, để cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang. Và cái luật này nói lên cái tấm lòng thương xót của Chúa. Chúa đấng hay thương xót, Chúa cũng nhớ đến những người nghèo và những người ngoại bang. Và thế là người dân Na Uy sau khi họ đã tin thờ Chúa đó quý vị, họ đã làm theo đúng luật pháp của Chúa. Họ thương xót lắm, họ quý cái mạng sống con người rất là nhiều. Khi mà tôi xem những cái clip mà hài ở trên mạng, hai xe đụng nhau cái rầm, cái người này té xuống, người kia ngã sóng xoài ra, có nhiều người bấm cười ha ha ha, tôi cũng cười theo. Nhưng mà người ta đó họ nói sao? Người châu Á đó thì thấy cái này mắc cười, nhưng mà đối với người châu Âu chúng tôi đó, thấy mà đụng xe như vậy chúng tôi xót lòng lắm, bởi vì cái sinh mạng con người đó rất là quý. Cho nên là mình thấy rằng là có nhiều cái điều mà chúng ta phải học và trong thực tế luôn quý vị, chứ không phải chỉ học ở trên giấy tờ sách vở của Thánh. Chúng ta phải áp dụng nó trong thực tế, chúng ta cần phải có lòng thương xót. Và tôi thiết nghĩ rằng là trong hội thánh của chúng ta nên bắt đầu cái điều này. Nếu mà trong hội thánh của chúng ta có những người nghèo, hoặc là có những người già lớn tuổi không có ai chăm sóc, hoặc là những người mà mồ côi quá bùa, thì chúng ta cũng nên có cái quỹ để chúng ta giúp đỡ họ trong những lúc khó khăn và cần dùng. Quý vị thấy điều này có thể thực hiện được không? Có thể xã hội ngoài kia họ không quan tâm, nhưng mà trong hội thánh chúng ta cần phải có sự quan tâm đúng không ạ? Tại vì Chúa dạy chúng ta mà. Chúa không có dạy cho người thế gian ngoài kia, nhưng mà Chúa dạy cho chúng ta là người trong hội thánh của Chúa, cần phải có sự thương xót. Và khi chúng ta thương xót, chúng ta sẽ được Chúa thương xót. Amen. Rồi, phước hạnh tiếp theo, phước hạnh thứ 6, phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời là đấng có thể nhìn thấy được tấm lòng của người chúng ta. Xem bên nhất đoạn 16 câu 7. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì là người xem, là người xem bề ngoài, như Đức Giê-hô-va nhìn thấy ở trong lòng. Và trong lòng của người chúng ta có điều gì? Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9 cho đến câu 10. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả việc họ làm. Vì tấm lòng chính là nơi điều khiển và chi phối tất cả mọi hoạt động trong đời sống của chúng ta. Khi mà đời sống của chúng ta có một sự trong sạch, thì mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta cũng sẽ được trong sạch. Tấm lòng chính là nơi quyết định, chứ không phải là thân thể của chúng ta. Tôn giáo ngày hôm nay họ thay đổi thân thể và diện mạo bên ngoài của người chúng ta. Tôn giáo bắt người ta phải ăn chay, ép xác, khổ tu, làm lành, lánh dữ này kia. Nhưng mà đối với Chúa, Chúa không bắt chúng ta phải làm như vậy. Chúa muốn cho chúng ta phải được thánh sạch từ trong tấm lòng.
chứ phải thánh sạch bởi vì mình mặc áo đẹp hoặc là mặc áo không có dơ hoặc là đời sống của chúng ta không phạm tội này kia. Không, Chúa không có tính vào trong như vậy đó. Dù rằng là chúng ta chưa có tiền án tiền sự, trong mắt của mọi người chúng ta là một công dân tốt, nhưng mà Chúa ngài muốn chúng ta phải hơn thế nữa, đó là tâm lòng của chúng ta phải có sự trong sạch, thì chúng ta mới thấy được Đức Chúa Trời quý mài che. Quý mài che có muốn thấy Đức Chúa Trời không? Quý vị có muốn vào trong hội thánh và nhìn thấy sự hiện diện của Chúa rõ ràng trên đời sống của chúng ta không? Nếu muốn thấy, quý vị cần phải có sự ăn năn để xin huyết Chúa Jesus Christ tẩy sạch tâm linh của chúng ta, tẩy sạch tấm lòng của chúng ta, để chúng ta không có bị ô uế bởi những cái tội lỗi, những xấu xa, những cái điều hư không của thế gian này, nó làm chúng ta bị mờ mắt trước sự hiện diện của Chúa. Nếu quý vị muốn thấy ơn điển và cánh tay của Chúa ngài hành động ở trong gia đình của quý vị hoặc là trong đời sống của quý vị hãy khát khao sự trong sạch và sống trong sự trong sạch với mài che. Hãy trong sạch ở trong tình cảm, hãy trong sạch ở trong tiền bạc tài chánh, hãy trong sạch ở trong các mối quan hệ xung quanh đời sống của chúng ta, hãy trong sạch ở trong hôn nhân của mình, hãy trong sạch ở trong lời nói của quý vị, hãy trong sạch ở trong suy nghĩ của chúng ta nữa. David đã nói rằng là nguyện sự suy gẫm lòng tôi và lời nói của miệng tôi đều đẹp ý ngài. Không phải chỉ là thanh sạch bên ngoài lời nói mà thôi, nhưng mà ngay cả tấm lòng và suy nghĩ của chúng ta cũng được trong sạch nữa quý mài che. Và phước hạnh cuối cùng, xin lỗi, phước hạnh số 8 ở đây, đó là phước trên kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Người tin Chúa đó là người làm cho người khác hòa thuận. Người tin Chúa là một người khao khát cái sự hòa giải và hòa thuận. Chúng ta sẽ khó có thể chấp nhận một người nào tin Chúa mang danh là tin lành nhưng mà đi đâu cũng đem đến sự cãi lẫy, đi đâu cũng đem đến cái sự bất an cho người khác. Chúng ta sẽ không thể nào chấp nhận được một người mà khích lệ người khác phải ly dị bỏ nhau khi mà nhìn thấy gia đình của người ta xung đột rồi chúng ta nói là thôi bây giờ không được thì cứ bỏ nhau đi. Quý mài che ơi, làm như vậy chúng ta sẽ không đẹp lòng Chúa đâu quý mài che. Hãy luôn luôn mang tâm tình hòa thuận đến cho mọi nơi chúng ta đi đến. Amen. Thấy hội thánh người ta đang bất hòa cãi lẫy nó xung đột á thì chúng ta hãy cố gắng để giải hòa chứ đừng có đổ dầu thêm lửa, nói sao sai rồi thôi dẹp luôn. Quý mài che ơi, chúng ta đổ dầu vào lửa đó là hành động rất là ngu dại. Thì Chúa cho chúng ta sống ở trong sự hòa thuận của Chúa bởi vì chúng ta sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Quý mài che, con của Chúa luôn luôn sống ở trong sự bình an và hòa thuận với Chúa và cũng như với người khác nữa. Và phước hạnh cuối cùng đó là phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Đấy là một cái phước cũng hơi là khó hiểu. Tại sao bắt bớ lại là một cái sự sự phước hạnh? Có nhiều khi con cái Chúa, chúng ta tin Chúa xong rồi chúng ta ngay lập tức trở về nhà đối diện với sự bắt bớ từ trong gia đình của chúng ta. Rồi chúng ta có thể bị cám dỗ rằng là có lẽ Chúa không thương con cho nên Chúa ngày để con phải bị như thế này. Chúa không thương con cho nên Chúa khiến cho ba của con đánh con rồi xử con một cách tàn nhẫn như vậy. Chúa ở đâu vậy? Nhưng mà ở trong lời của Chúa nói là sao? Phước cho những kẻ chịu sự công bình, chịu sự bớ vì sự công bình. Chúng ta lưu ý cái từ đó là vì sự công bình nha quý vị nghe. Chứ phải là phước cho những kẻ chịu bớ vì cớ họ sống bất chính. Nhưng mà phước cho những kẻ chịu bớ vì sự công bình của Chúa đó thì người đó mới là người có phước. Chứ phải là mình bị bắt bớ vì cớ mình không có khôn ngoan, không khéo léo. Có nhiều con cái Chúa tin Chúa xong về nhà chỉ là bàn thờ nhà nó đâu ma quỷ không à, ba mẹ dẹp đi đó ma quỷ, ông ba đâu. Quý mài che ơi, làm như vậy chúng ta rất là ngu dại. Cho nên chúng ta cần phải sống khôn ngoan theo lời của Chúa. Hãy để cho sự khôn ngoan và sự công chính của Chúa cai trị chúng ta, để chúng ta cứ sống ở trong một cái sự ngay thẳng như vậy rồi chúng ta sẽ nhận được phước hạnh của Chúa. Ai họ có thể bắt bớ chúng ta nhưng mà chúng ta cần phải khôn ngoan để chúng ta đứng vững. Và ai có đẩy chúng ta ra khỏi Chúa thì quý vị ơi hãy bám chặt lấy Chúa, đừng để cho họ đẩy chúng ta và chúng ta mất đi cái sự cứu rỗi của mình. Chúa nói rằng là phước cho những kẻ chịu bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những cái.
Đây là cái phước rất là đặc biệt. Nó giống như cái phước đầu tiên của quý vị. Chúng ta thấy rằng là trong 8 phước lành này thì cái phước đầu tiên tức là phước trên kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những ấy, và cái phước cuối cùng là phước số 8 ở đây, phước trên kẻ chịu bớ vì sự bình vì nước thiên đàng là của những ấy. Có thể trên đất này chúng ta không có của cải, tài sản, không có tương lai tươi sáng giống như là những người khác, nhưng mà nếu chúng ta có Chúa và thiên đàng của Chúa ở trên đời sống của chúng ta vẫn là những người hạnh phúc nhất. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị để quý vị sẵn sàng để chịu khổ cùng với Chúa. Có thể trước mắt chúng ta đó là tai họa. Có thể khi chúng ta về nhà chúng ta sẽ đối diện với sự mớ trong gia đình, trong người thân của chúng ta vì có họ chưa hiểu được lời của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta vui mừng, chúng ta cam chịu cái sự chịu nhục, chịu khổ đó vì có Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được phước. Và thiên đàng sẽ thuộc về chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Và không thiếu bất cứ một người nào tại đây trong tuần sau nữa. Amen. Và nếu ai chúng ta thấy rằng là trong hội thánh ngày hôm nay họ không có mặt, thì xin quý vị cũng hãy nhắc cho họ nhớ đến Chúa và nhớ đến sự nhóm lại, để chúng ta sẽ được nhóm lại đông đủ càng hơn trong những ngày tháng sắp đến. Cảm ơn Chúa. Xin mời quý vị cùng giữ đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa.